Đây là cảm giác tối qua. Hey, lại tới giờ ăn rồi và đồ không phải là tới giờ ăn mà là đói thôi. Đây mình sẽ kê cái bếp cao hơn để cái lũ chó nó không có tha được cái đồ ăn của mình đi. Mẹ tối hôm qua vừa mới tới là các bạn chó đang nướng cục thịt chuẩn bị ăn. Ở đâu chưa ăn mà mới nướng cục thịt thôi, vừa mới dục lên trên bếp. Lửa bốc nghi ngút luôn và các bạn chó nhào tới lôi cục thịt xuống dưới. Đéo thể tin được. Hồi nãy vừa mới nấu xong nồi cơm thì nó bị hơi bị khê, mà nó khê một phát mà nó khê từ trên khê xuống không hay khê từ dưới khê lên. Cơm khê nó cũng ngon mà, vấn đề gì đâu. Và các bạn sẽ được gì khi lên đây? Được làm những điều trước giờ chưa được làm, được làm những điều mà chẳng ở đâu có. Đối với mình nghĩ là ở đây là một cái homestay đúng nghĩa, chứ không phải là vô thuê một cái giường và ngủ. Giờ vô hết rồi. Dạo ăn có lâm mặt cài lơ và vui rồi, phải mồi lại bếp lửa. Nấu ăn như vậy nó khá là vui. Ở Sài Gòn kiếm đâu ra được một cái cảm giác ăn uống thú vị như thế này. Kiếm đâu ra chỉ cho mình với, để mình khỏi chạy lên đây. Cảm giác mà phía sau là cái nhà gỗ, phía trước là một cái lung thủng, ơi cái thung lũng, và đây là thứ củi thần kỳ, củi dầu. Bạn có thể mua ngoài chợ hoặc là về lên núi kiếm. Thứ củi thần kỳ này không phải là lúc nào mồi cái là cháy liền. Nó thích là nó cháy mà nó không thích là nó không cháy. Hồi sáng này và điều đầu tiên trước khi lên đây thì nên đi nhặt củi về để đó tối đốt chơi cho vui. Rừng này nhiều thông, không phải là mình đi phá thông mà mấy cái cây khô nhỏ 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 nó chết đầy luôn. Mồi hoài nó không cháy. Lửa đốt hoài nó không cháy, lý do là mưa, củi nó ẩm. Trên này mới đang mùa mưa chính vụ, mưa ta nói nó mưa dầm mưa về, nó mưa miệt mài, mà nó mưa trận nào trận nó mưa sạt lở luôn. Xoay qua đây thấy cho cái lỗ nó thổi vô đây. Đây là cảm giác tối hôm qua nó lạnh mà tay giáo luôn á. Nói chứ thông trên này nó cũng tục vãi cả đái này. Mọc còn một đối xứng thôi, không biết khi nào mình mới được ăn, nhưng mà thôi cứ chờ thôi, chờ lửa cháy là mình quất thôi. Gió chiều nào thì mình xay theo chiều đó. Đấy, trên lửa nó cháy cháy rồi đấy. Thật sự khi mà lên Đà Lạt để vào thành phố uống cà phê Bà Năm hay ra bờ hồ rồi đi mấy cái chỗ này chỗ nọ trong thành phố thì nó có khác gì ở Sài Gòn đâu. Nó khác mỗi cái là đường trên này nó dốc hơn, mà nó không có đèn xanh đèn đỏ, toàn là bụng binh đi vòng vòng không à. Và không khí nó cũng hơi lạnh lạnh chút xíu thôi chứ cũng không có lạnh lắm. Và như thế thì lên Đà Lạt làm gì? Trước khi nấu thì mình phải hong cái củi cho nó khô cái đã. Sau 2 triệu năm hì hụi với cái bếp lửa, cái bếp củi thì bây giờ nó đã gần cháy chứ chưa phải là cháy. Cho thịt vô, cho cái miếng gì vô trước. Đấy. Nó có mỡ. Bỏ miếng này là buổi chiều. Mình ăn bao nhiêu thì mình nấu bấy nhiêu thôi, ở đây không có tủ lạnh. Đến đây nó giống như kiểu mà lánh xa loài người vậy, tận hưởng những ngày yên bình
cùng với cái bếp lò và bạn chó, mấy con chim, mấy con gà. Thì ở dưới kia là thung lũng, cây gì tùm lum ở dưới, nhìn xa quá không biết cây gì luôn. Chiu. Cũng chín chứ phải chín đâu, cũng đùa. Đúng là mỗi lần mà nhóm bếp trên này là phải mất 2 triệu năm. Củi thì nó ướt, gió thì to, phải chẻ nó ra từng miếng 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 vậy. Có con dao mèo, con dao nhọn quắt ở đây. Con dao này ngồi chẻ củi và chẻ cẩn thận, không là nó sẽ bị xúc ra. Cái phần 1 á, thì mình lên đây mình cảm thấy là nó rất là yên bình, nó cho mình được một cái cảm giác mới. Mặc dù mình mới trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn về mọi thứ. Bao nhiêu thứ nó đổ dồn vào cái tháng 6 hết. Nhưng mà không sao, mình có thể tự tạo niềm vui cho mình bằng cách mò lên đây. Và đến bây giờ thì mình thấy mọi thứ của mình nó khá ổn. Về công việc, về giải trí, đây là mình đang làm giải trí nè. Nói về hầm bà lằng, sáng cấu các thứ. Tại vì sao mình không làm những cái loạt series này ở Sài Gòn? Tại vì mọi người đã có một cái hàng ngày, đã phải nhìn những thứ đó, đã phải nghe tiếng xe, đã phải nhìn những cái bê tông. Thì mình muốn làm một cái gì đó để cho mọi người coi có một cái gì đó mới, nó mềm mại hơn, nó thiên nhiên hơn, nó hoang dã hơn, chứ không phải là Sài Gòn tiếng xe má chị qua chị lại chị tới chị luôn mệt luôn á. Đấy, tiếng chim, tiếng chó, và đây là tiếng của cái chảo nó đang xèo xèo. Ừ, đâu bự vậy, tập thịt mày luôn á chim. Mà nấu bằng cái chảo bự này rất là hay, nó nóng chỗ nào thì mình dời đồ ăn qua chỗ đó, còn chỗ nào nó không nóng thì mình lại cứ để đó chiên mấy cái từ từ. Tí nữa nó chín cái này thì mình sẽ dời này qua anh đây chơi vòng tròn. Dầu cá lần, cho miếng dầu cá lần nữa. Ủa này cũng gì thôi, thử cho miếng gừng vô thịt xào cà chua coi làm sao, coi nó hợp lý không. Có thể thử mọi thứ mà, không vấn đề gì đâu. Hôm nay thì mình không có xào với mắt khén, xào với hành củ và củ gừng. Chắc là phải cho một miếng ớt vô cho nó cay cay. Chơi đẹp trai không, cắt tóc đi, nó kiểu như cảm giác mình được trẻ ra đâu hơn, chắc cũng phải 10 tuổi á. Mà chị mình mà cứ kêu mi mi cạo râu luôn đi mi. Chị thì kỳ, không có râu lại gánh tị, có râu cạo cạo là cạo thế nào. À, cái hướng sắp tới của mình là mình sẽ đi nhiều nơi, tận hưởng nhiều thứ, và mình sẽ làm những cái clip hay ho như thế này. Và khi mà các bạn coi cái clip này không rút ra được cái nội dung gì đó hay ho cho các bạn, thì ít ra nó cũng vẫn còn những cái cảnh đẹp, những cái khung hình rất là quái dị, quái đảm. Cái này thì mình sẽ chiên cho nó cháy, giống như kiểu mà thịt cháy cạnh vậy. 2 triệu năm và cái bếp lò của tôi, và bây giờ đã nấu được rồi đó. Cái cục này tí nữa sắp cho mấy bạn chó. Thì anh em nào lên đây thì nhớ mua đồ ăn cho chó nha, chứ không là bị chó ăn dầm đồ ăn của đồng bào thì hỏi sao mấy chó đây nó tham ăn tục uống. Nghe được tiếng nổ lách tách, tiếng dầu nó xèo xèo chưa? Có vẻ khúc này nó hơi bị noise, nó hơi bị ồn á, nhưng mà thôi đáng nghe đi. Tên tên tên. Hồi sáng nay nó dụ mình ăn chay nữa chứ thôi tao không ăn chay. Tại vì suy nghĩ rồi nó còn mặn lắm nên tao không có ăn chay được. Lại biết rồi. Thịt này chiên khi nào mà nó cháy, nó hơi cháy cháy, nó hơi vàng vàng là mình sẽ. Nhưng mà mình sắp thịt nó hơi bị sai thớ, không sao hết á. Mình làm cho mình ăn mà chứ không phải mình bán quán ăn đâu, mình sợ sai thớ. Nó hơi vàng vàng, nó cháy cháy, nó thơm thơm, xong bỏ cà chua vô, ba chén, không bỏ chét. Sau khi mà lên cái series mắc mệt phần 1 á, thì mình chỉ quay cái series đó ở đây 3 ngày thôi, và trong đó mình về Sài Gòn, và ngày nào cũng lên clip hết. Và mọi người cứ tưởng là mình đang ở trên này, cứ kêu chú ơi chú xuống núi đi, xuống núi mình set up một cái meeting face to face đi. Má tao đang ở Sài Gòn mà.
vậy đó. Ừ, lại nữa, cục khang con đĩ, không không phải nói điêu, mà ở khắp Việt Nam này thì chỗ nào mình cũng có bạn, có anh em, có chỗ ăn, chỗ ngủ và có chỗ nhậu, có chỗ để mình làm việc mà thứ. Nhưng mà nói thật là nói điêu đấy, chắc là phải tốn mất 2.000 năm để với cái bếp lửa, bếp củi rồi. Ừ, cái mà đầy cho hết. Và tiếp tục 2.000 năm sau, một thời gian sau, lửa đã cháy. Than nó rớt từ chân bà nội nó. Gió rất là to, gió lên là lửa lên. Thôi nha, bây giờ để mình tập trung mình nấu ăn cho nó xong, ăn cái là đói rồi, 2:30 rồi. Và bây giờ là mình sẽ tận hưởng cái phần cơm, cái phần đồ ăn hồi nãy vừa nấu nhé. Không biết có con ruồi nào lọt vô khung hình không nữa. Nhớ subscribe ở đâu ta? Nó trên cái màn hình, subscribe ở đây, hoặc là ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây, đốt mà đốt. Nói về cái nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên.